mà mình nhận dọn xong hết là 10 triệu.
rồi, tăng coi dớt luôn hả chú? Nó vậy hả? Rất nhẹ, cái này là bà nó chạy. Bà nó chạy được. Nếu mình hết xăng mình đạp được không chú? Gắn bẩn vô hết chắc thủy đẹp lắm. Dạ. Mà mình nhận dọn xong hết là 10 triệu. Sơn đẹp.
chạy nó nóng, nó hơi nặng máy chút. Thôi mình nó